Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những phút vừa qua với Cà Phê Sáng và trở lại phần cuối của chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta đón Xuân Kỷ Hợi thì Cà Phê Sáng chúng tôi giới thiệu một trong những sự kiện đặc biệt của người Việt của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh chúng tôi thì có anh ca sĩ Lưu Việt Hùng, có Hoa hậu Mỹ Liên Hương và cô Vicky là một trong những người có một trong những cái chương trình đặc biệt đầu năm nay. Little Saigon TV, chúng tôi đặc biệt Cà Phê Sáng xin được gửi lời chào quý vị đến cùng với chúng tôi sáng nay. Xin chào anh. Và lâu quá mới gặp được Lưu Việt Hùng ở đây một lần. Nhưng mà trước khi chúng tôi đi vào phần chi tiết, kính thưa quý vị, cô Hoa hậu Mỹ Liên Hương là một trong những người đến định cư tại Hoa Kỳ và hiện nay cô đang một trong những người sinh hoạt ở tại Las Vegas với cái nghề nghiệp của cô là bán nhà, mua nhà. Quý vị muốn bán nhà, mua nhà thì gặp cô Hoa hậu Mỹ Liên Hương trước. Nhưng mà hôm nay thì chúng tôi mời Hoa hậu lên đây để cho chúng tôi biết một cái sự kiện mà có thể nói cộng đồng người Việt chúng ta chưa bao giờ có một cái sự kiện đó trên toàn thế giới. Cô sẽ là những người chủ huy điều khiển một cái chương trình gọi là Hoa hậu Thế giới tại Thái Lan, phải không thưa cô? Dạ vâng. Dạ, chào anh. Cũng như Mỹ Liên cũng xin tiếp lời với anh. Coi như Mỹ Liên đợt này tổ chức, coi như là sự yêu thích của Mỹ Liên đã bao nhiêu năm qua đã ấp ủ và Mỹ Liên muốn tạo cho một cái sân sống động về các cô hoa hậu và các người Nam Dương trẻ và những người tài năng để Mỹ Liên tìm tòi những cái người tài năng sắp tới để có một cái nền tảng giao lưu văn hóa cả thế giới để biết người Việt của mình khắp mọi nơi. Kính thưa quý vị, bên cạnh đó thì anh Lưu Việt Hùng, chắc quý vị, anh ca sĩ Lưu Việt Hùng là một trong những người mà cộng đồng người Việt biết nhiều qua những cái show trình diễn. Ngoài tài ca sĩ của anh cũng là một trong những MC rất là vui vẻ. Anh Lưu Việt Hùng, thế tại sao anh lại đứng theo ban tổ chức này mà đi thi hoa hậu như vậy? Bộ anh chắc kỳ này muốn trở thành hoa hậu luôn hay sao? Dạ vâng, không thưa anh, ngày hôm nay Lưu Việt Hùng có mặt ở đây giống như là một trong những người đồng hành với Hoa hậu Mỹ Liên Hương. Bởi vì Hùng thấy đây là một trong những cái dịp mà một sự kiện mà Hùng hy vọng quý vị sẽ rất vui để khi chúng tôi công bố là từ ngày 1 cho tới ngày 5 tháng 4 tới đây hãy về thủ đô Bangkok của Thái Lan để tham dự cuộc thi Hoa hậu Nam Vương cũng như Hoa hậu chuyển giới lần đầu tiên được tổ chức tại Bangkok. Và quý vị hãy đến với Bayok Sky, một trong những hotel rất nổi tiếng tại Bangkok. Chúng tôi sẽ tổ chức một sự kiện văn hóa Việt Nam tại đó. Ở đó chúng ta sẽ tìm ra những hoa hậu, những nam vương, những hoa hậu quý bà và đặc biệt sẽ có những hoa hậu chuyển giới do Mỹ Liên Hương USA LLC thực hiện. Đây không chỉ là một công ty entertainment mà đây là Mỹ Liên Hương còn là một công ty du lịch. Đây sẽ là một cái dịp chúng ta sẽ cùng get together với nhau để cùng vui chơi tại Thái Lan trong những ngày chuẩn bị đến Tết Thái, rồi sau đó chúng ta tìm những hoa hậu, những nam vương. Bên cạnh đó, xin quý vị đừng quên một cái thông tin chị Mỹ Liên Hương mới cung cấp là chúng tôi sẽ tìm ra những tài năng để sau này chúng tôi sẽ mời vào cộng tác với công ty Mỹ Liên Hương USA LLC để chúng ta sẽ có giới thiệu tất cả quý vị đến với những cái show diễn ở khắp mọi nơi, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, khó có thể tưởng tượng được ngày nay cộng đồng người Việt chúng ta có mặt khắp nơi trên thế giới và đặc biệt có thể nói rằng người Việt đã mang duân đi đấm ở nước ngoài khắp nơi. Ngay cả những cái người mà gọi là tổ chức hoa hậu khắp nơi cũng phải nhìn nhận rằng họ người Việt chúng ta đã trưởng thành rất nhiều. Cho quý vị nhớ lại tháng 11 vừa qua, một trong những sự kiện đã làm nổi bật người phụ nữ, người Việt Nam chúng ta, đó là một trong những hoa hậu của Việt Nam có mặt trong giải hoa hậu thế giới và cô đã vào trong top 10, top 5 thì phải. Thế hôm nay đặc biệt cái kỳ thi hoa hậu này cô có thể chia sẻ với khán giả chúng tôi Cà Phê Sáng, họ rất tò mò, họ muốn biết cái gì nổi bật nhất trong cái chương trình này. Mình muốn cho tất cả trên toàn thế giới những người đẹp của Việt Nam mình phổ biến. Có cơ hội để về Bangkok hả? Yes. Như hoa hậu Mỹ Liên Hương, cô là hoa hậu rồi, cô kỳ này cô muốn thêm một lần nữa không đi về Thái Lan cho người ta biết không? Dạ, thưa anh, em thì bây giờ cũng sẽ giúp cho, coi như em là bắt đàn chị trước rồi, thì em đã đi một bước rồi, em muốn cho các em sau này sẽ phổ biến khắp mọi nơi trên cả thế giới để biết người Việt Nam của mình hiện nay là cũng vẻ đẹp và
coi như vừa vẻ đẹp và vừa tức là muốn tôn vinh nhan sắc Việt, thưa quý vị. Wow, tóm lại là muốn tôn vinh nhan sắc Việt, muốn tạo nhiều cái cơ hội để chúng ta tìm tòi là những cái bông hoa mới sẽ đại diện cho nhan sắc Việt để chúng ta lan tỏa những cái việc từ thiện sau đó. Những điều mà họ muốn. Có thể nói có một sự kiện mà chúng ta không thể bỏ qua được, đó là ngày nay chúng ta ngẩng mặt lên để nhìn tất cả người phụ nữ Việt Nam của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới có mặt tại Bangkok. Cho quý vị có điều kiện đến Bangkok, tôi đến Bangkok nhiều lần rồi. Rất nhiều người phụ nữ ở đó rất là đẹp. Thế Lưu Việt Hùng, đây bao gồm tất cả mọi người từ số tuổi bao nhiêu thì giới hạn? Lưu Việt Hùng biết nhiều, cho biết chi tiết đi Lưu Việt Hùng. Dạ vâng thưa anh, đây là một trong các ngày hội mà chúng ta sẽ tuyển ra rất nhiều những hoa hậu, có những hoa hậu rồi có Miss Việt này, có Nam Vương, có cả những hoa hậu chuyển giới nữa. Và đặc biệt cái lứa tuổi mà chúng tôi ban tổ chức đưa ra là rất là dễ chịu, thưa quý vị, chỉ từ 18 tuổi cho tới 35 tuổi cho những hạng mục Miss, tức là những cô chưa chồng và những anh chưa vợ đó. Và những chị đã có chồng nhưng anh đã có vợ rồi thì từ 35 tới 55 thưa anh. Còn với cái hạng mục chuyển giới là từ 18 tuổi trở lên là quý vị có thể đăng ký tham dự cuộc thi rồi. Chúng tôi welcome cho tất cả những quý vị nào chuyển giới chỉ cần từ 18 tuổi trở lên là ok. Xin hỏi quý vị một câu rất ngắn thôi. Quý vị có chủ trương là phải người Việt ở đâu như thế này, thế nọ, thế kia hay là không có vấn đề kỳ thị không? Không. Quý vị ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới, chúng ta có quyền get together lại với nhau. Lúc nào thì liên lạc được với quý vị để ghi danh thi Hoa hậu này nào? Hiện tại bây giờ thì tất cả mọi thông tin đều đã có thưa anh. Và quý vị có thể vô cái địa chỉ email của chúng tôi đang chạy dưới màn ảnh của quý vị, hoặc là quý vị cũng có thể là liên lạc với ban tổ chức để mình có thể là tìm hiểu thông tin mà mình đăng ký tham dự cuộc thi này thưa anh. Cảm ơn quý vị đang cùng với chúng tôi qua một chương trình đặc biệt mà tôi thấy rất vinh dự để giới thiệu đến quý vị, đó là sự góp mặt của người Việt chúng ta khắp nơi trên thế giới tề tụ về tại Bangkok để qua một cái chương trình gọi là Miss World, Universe World. Kính thưa quý vị, đây là một trong những sự kiện quan trọng mà chắc là quý vị sẽ theo dõi từng chi tiết một. Kính thưa quý vị, chắc có lẽ quý vị không xa lạ gì về thành phố Bangkok, nhưng mà quý vị phải đến Bangkok vào tháng 4 năm nay để chứng kiến một sự kiện có thể nói là vô cùng tuyệt vời. Anh Lưu Việt Hùng, thế thì trong những cái tiến trình anh chia sẻ với khán giả chúng tôi một lần nữa, những cái dự kiện gì đặc biệt trong cái cuộc thi hoa hậu này thưa anh Lưu Việt Hùng? Vâng thưa quý vị, từ ngày 1 cho tới ngày 5 tháng 4 tới đây, chúng tôi xin chào mời tất cả quý vị, những người Việt Nam khắp mọi nơi trên toàn thế giới hãy về với Bangkok và hãy về với Bayok Sky, một trong những hotel rất nổi tiếng tại Bangkok, để tham dự cuộc thi Hoa hậu Nam Vương Duyên dáng Á Châu toàn cầu 2019 và Hoa hậu chuyển giới, thưa quý vị. Trong tất cả những hạng mục này thì chúng tôi một lần nữa rất mong quý vị từ 18 tuổi trở lên hãy đăng ký với chúng tôi. Và ngoài chúng tôi sẽ có những chương trình du lịch và mọi thông tin chi tiết, xin quý vị, nếu như quý vị ở Việt Nam, quý vị có thể liên lạc qua cái số phone là 0904444700, 0904444700. Nếu như quý vị ở Mỹ mà muốn biết về cái ngày hội văn hóa này của chúng ta đó, xin quý vị có thể gọi cho số phone ở Mỹ là 714-266-4567, 714-266-4567 quý vị nhé. Chúng tôi xin sẵn sàng chào mời tất cả quý vị cùng đến, chúng ta sẽ cùng get together lại với nhau trong một ngày hội tuyển ra những nam vương, những hoa hậu vô cùng xinh đẹp, và sau đó sẽ là những chuyến từ thiện, những chuyến vui chơi với nhau trong những ngày Tết Thái vô cùng thú vị. Tại sao ạ? Bởi vì Tết Thái là rất là đặc biệt, rất là vui, mà chúng ta lại tìm những hoa hậu Nam Vương thì còn gì bằng, phải không? Wow. Thế thường thường thì tất cả các cuộc thi hoa hậu đều có ban tổ chức có một cái buổi họp báo, thì quý vị dự định tổ chức họp báo ở đâu? Ban tổ chức chúng tôi họp báo tại Sài Gòn vào ngày 21 tháng 2 tại khách sạn Lico. Bên cạnh chúng tôi, kính thưa quý vị, anh Tô Đình Phương là một trong những người ở trong ban tổ chức. Thế thì thưa anh, cái buổi họp báo này có tính cách là phổ biến rộng rãi cho tất cả mọi người. Tôi có hơi thắc mắc là làm sao mà những người ở tại Australia, ở tại Canada, ở tại Germany, Pháp, làm sao họ có thể biết cái chuyện này để mà họ đi thăm được? Nếu mà ít người quá thì làm sao mà nói là hoa hậu của người Việt Nam mà được? Một câu hỏi mà có rất nhiều khán giả đang quan tâm. Thì chúng tôi thì thông qua các phương tiện truyền thông, phương tiện là mạng xã hội và thông qua những cái người mà tham gia chương trình thì chia sẻ thông tin cá nhân, sẽ có hy vọng nhiều người sẽ được biết thông tin này mà tham dự với chúng tôi. Cuối cùng thì chúng tôi muốn hỏi Hoa hậu Mỹ Liên Hương là những cái tiêu chuẩn để cho những người đạt giải này dựa vào những cái tiêu chuẩn gì? Tiếp lời anh, tiêu chuẩn những người mà đoạt giải coi như là thứ nhất là cô nhu ngôn hạnh, là cái đầu tiên. Thứ hai nữa, người đó phải có tâm các trẻ nghèo, trẻ em nghèo. Hướng về từ thiện ha. Trẻ em nghèo và những người cụ già neo đơn, bất hạnh tại quê nhà. Riêng Mỹ Liên cũng chia sẻ, cái này là bậc mí nhỏ thôi, chứ Mỹ Liên có 86 đứa con nuôi tại Mỏ Cày Bến Tre, chùa Phật Minh. Mỹ Liên đã nuôi 18 năm quanh nay rồi. Thế bao giờ thì cô nuôi thêm 14 người này cho đủ 100? Chắc là tương lai sắp tới thì chắc cũng sẽ có thêm. Nhưng là với cái khả năng của Mỹ Liên
là coi như công ty của Mỹ Liên mỗi một năm trước ra là coi như 20%, 50% tùy theo để mà Mỹ Liên mỗi tháng gửi về cho ngôi chùa nhà của mình để mà hỗ trợ cho các em nhỏ, và đồng thời cũng có một số anh chị em cũng đóng góp với Mỹ Liên để mà đồng hành các nơi những người cô già neo đơn. Cảm ơn Hoa Hậu Mỹ Liên Hương đến với chương trình của chúng tôi với một cái mục đích mà năm heo vàng này thì lại nhiều chuyện tốt đến với cộng đồng người Việt ha. Nhưng mà bây giờ thì chắc anh nhờ anh Lưu Việt Hùng một lần nữa. Anh Lưu Việt Hùng ơi, thế bây giờ thì làm sao cái thời gian, ví dụ như ngày tháng 4, tôi được biết là ngày mùng 1 đến ngày tháng 4 là sẽ diễn ra ở tại Bangkok. Nhưng mà cái lịch trình những người ở hải ngoại, đặc biệt là tại Hoa Kỳ này này, muốn đi thì phải mua vé với quý vị được không? Hay là đi theo quý vị được không? Dạ vâng, thưa quý vị, hoàn toàn là những quý vị nào mà đăng ký cái tour thì quý vị có thể hoàn toàn là chủ động liên lạc với ban tổ chức, và những quý vị nào mà muốn tham dự như thí sinh thì chúng tôi sẽ có rất nhiều những ưu đãi đặc biệt cho những thí sinh đã được chọn vào đêm chung kết. Ban tổ chức sẽ hỗ trợ rất nhiều từ trang điểm, ăn ở, đi lại, tất cả mọi thứ, với điều kiện quý vị là những người được chọn vào đêm chung kết. Còn quý vị là những người muốn đăng ký tham dự cuộc thi này thì chúng ta sẽ phải trả một khoản phí nhất định. Cái khoản phí này nó giống như là cái tiền để mà bảo chứng được việc quý vị sẽ có mặt để tham dự đầy đủ của cuộc thi. Chắc là vấn đề phí tổn thì chắc là những người nào muốn theo dõi và muốn tham dự cái này thì liên lạc với ban tổ chức, thì đó quý vị có thể hiểu biết đầy đủ hơn. Anh Tô Đình Trung, anh là một trong những người thuộc thế hệ trẻ. Thế tại sao anh quan tâm đến mấy cô nhiều như vậy mà tổ chức khoa học rồi? Một câu hỏi cũng khá là thú vị. Là một người trẻ nhưng mà chúng mong muốn rằng là mang cái văn hóa Việt tới nhiều nơi trên thế giới, và thông qua những hoạt động, sự kiện sắc đẹp thì nó khiến cho các dân tộc gần gũi nhau hơn. Và chính lý do chúng tham gia sự kiện này. Thưa quý vị, ngày nay con người không còn biên giới ở tại những quốc gia hẻo lánh cho đến tất cả những cái quốc gia có thể nói phát triển nhất thế giới, họ gần gũi với nhau, và người Việt của chúng ta cũng có thể nói đi đến một cái giai đoạn gần gũi với nhau, cho dù quý vị ở Canada, quý vị ở Sài Gòn, quý vị ở Hà Nội, tất cả mọi nơi. Và qua cái chương trình Hoa Hậu đặc biệt hôm nay, thì Hoa Hậu đặc biệt hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị một cái tấm lòng thân ái của người Việt ở khắp nơi trên thế giới, và đặc biệt cái mục đích của Hoa Hậu này là vấn đề giúp cho những người từ thiện. Vậy thế hôm nay một lần nữa chúng tôi cảm ơn anh Lưu Việt Hùng, Hoa Hậu Mỹ Liên Hương và đặc biệt anh Tô Đình Trung đến chương trình Cà Phê Sáng của chúng tôi. Hy vọng có cơ hội chúng tôi sẽ gặp lại quý vị, và khi nào người nào Hoa Hậu được thì chắc lại coi phép chúng tôi được có một buổi phỏng vấn ở tại Bangkok. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Trước khi chấm dứt, chúng tôi xin nhường lời cho anh Lưu Việt Hùng, giống như Hoa Hậu Mỹ Liên Hương và anh Tô Đình Trung. Một lần nữa, Lưu Việt Hùng xin mời quý vị nhớ, dù là từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 4, hãy đến với chúng tôi, đến với một cuộc thi, để chúng ta từ đó sẽ có thêm được rất nhiều những niềm vui, những sự chia sẻ, và chúng ta sẽ có thêm được với nhau những cái kỷ niệm rất đáng nhớ trong một chuyến hành trình đầy niềm vui tại Thái Lan. Thưa quý vị, từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 4 quý vị nhé. Mỹ Liên cũng xin kính chào tất cả khắp mọi nơi. Hy vọng là một lần Mỹ Liên tổ chức bỏ ra công sức giúp cho tất cả together với nhau, ai cũng đều happy trong cái mùa Tết Thái. Và Đình Trung cũng mong muốn rằng quý vị sắp xếp thời gian của mình đến tham dự và tận hưởng lấy một cái không khí tuyệt vời tại sự kiện. Thưa quý vị, đó là Cà Phê Sáng này, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.